Quý vị và bà con thân mến, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng là một trong những địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn của tỉnh và những năm gần đây, người dân địa phương đã tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước cũng như quốc tế. Chẳng hạn như vườn sầu riêng này đang được áp dụng những biện pháp canh tác mới nhằm đảm bảo cây phát triển mạnh, ra trái đúng chuẩn, hướng đến xuất khẩu. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi cách làm của nông dân này ngay sau đây. Nhà nông Trương Thị Thu Trang ở thôn 5, xã Lộc An có diện tích 2,8 hectare trồng thuần sầu riêng. Để thuận lợi trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác, bà Trang đã lắp đặt hệ thống tưới phân bón, bơm thuốc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật nông nghiệp. Ngoài tưới gốc, gia đình còn lắp đặt hệ thống tưới cao, cây được phun tưới từ trên đọt xuống tận gốc, tạo không gian mát, hạn chế một số loài gây hại. Thuốc bảo vệ thực vật dành cho sầu riêng cũng được phun bằng ống lắp đặt chạy dọc theo thân cây, có thể phun cao vào từng tầng tán, giảm công sức cho người chăm sóc. Thí dụ như một năm là bỏ phân chuồng một lần, rồi phân hóa học, rồi mình đi theo cái thời điểm của nó. Thí dụ như cái lúc mình nuôi đọt thì nó sao, còn cái lúc mình nuôi trái thì nó sẽ phân khác, làm cho chất lượng vậy đó, cho chất lượng. Rồi những cái giấy tờ đó, rồi người ta hỗ trợ mình theo cái cách chăm sóc để làm sao rồi cho nó đạt được cái kết quả tốt. Cũng như những cái lào rảnh này á, là tại mưa nhiều để cho nước nó thoát. Để cái này là cũng như mình mới áp dụng thôi. Lộc An có lượng mưa khá nhiều, thuận lợi cho cây cối phát triển. Tuy nhiên vào mùa mưa, lượng nước quá nhiều cũng dễ khiến cây sầu riêng bị ngập úng. Chính vì vậy, gia đình bà Trang đã học hỏi cách làm của nông dân miền Tây, đào rãnh giữa các luống để rút nước. Ngay sau những đợt mưa lớn, hệ thống rãnh sẽ giúp vườn mau khô, bảo vệ bộ rễ cho cây, giảm ảnh hưởng của ngập úng tới cây sầu riêng. Không chỉ vậy, bà Trang còn ủ phân hữu cơ ngay tại vườn, tạo nguồn phân bón hiệu quả cho sầu riêng. Để giảm chi phí, bà Trang đã mua phân bò ủ hoai ngay trên bao trong vườn. Sau vài tháng, phân bò hoai mục bà dùng để bón trực tiếp cho cây trồng. Cách làm này được đánh giá khá cao về hiệu quả. Riêng chị Trang là chỉ mạnh dạn là đầu tư là trồng gần 3 hectare là thấy năng suất sầu riêng như mấy năm nay tương đối ổn định, với lại cho thu nhập là nó cao hơn những cái cây trồng khác. Lớp tập huấn là tụi em kết hợp phối hợp với các hội nông dân hoặc là các hội của đoàn thể, ví dụ huyện tổ chức, thì chúng em sẽ liên lạc với các hội viên để họ lên tập huấn cùng nắm cái kiến thức để nuôi trồng cái cây sầu riêng. Hiện tại, vườn sầu riêng của gia đình bà Trương Thị Thu Trang đang tham gia xây dựng mã số vùng trồng. Vườn được công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thủy hỗ trợ kỹ thuật, thủ tục để có vườn sầu riêng đúng tiêu chuẩn quy định, để có những trái sầu riêng có thể tham gia chuỗi liên kết xuất khẩu.